Một chương trình thực tế tìm kiếm tài năng hài hướng đỉnh sẽ ra mắt vào đầu tháng 3 này. Mỗi đội 10 chiến binh, được dẫn dắt bởi 5 huấn luyện viên danh hài hàng đầu Việt Nam. Đấu trường nghĩa xuống, phát tài, phát lộc, càng ngày càng lộn. Hấp dẫn, gây cấn, kịch tính và tràn ngập tiếng cười. Cười hướng đỉnh, đấu trường Tiếu Lâm. Đón xem vào lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 từ ngày 5 tháng 3 năm 2016.